là mát mẻ ha. Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube này nha. Hôm nay thì mình đang có mặt trên một chiếc tàu kiểm ngư của Kiên Giang. Chiếc này có gắn một động cơ hình như là Cummins NTA hay sao các bạn. Hôm bữa mình quay mình quên mất tiêu rồi. Thì hôm nay thì anh đang đi ra ngoài kia để chạy thử kiểm tra máy nha. À, bên trong thì anh lái nhìn như một chiếc xe siêu xe vậy ha. Đó. Hai cái giò để lên hai cái đồ ấy tủ ha. Bây giờ anh ra đây anh sẽ nhắm ra lên cho các bạn xem. Cái này chạy nhiêu lý anh Đoàn? 3 lý mấy à? 13 lý mấy à? Đây là phía trước là một tấm kiến này. 13 lý rưỡi. Đây bây giờ thì bắt đầu anh chuẩn bị nhắm ga lên nha các bạn. Đây, tốc độ rất là khủng khiếp nha. Đây cái thanh phao rất là nước thổi ra từ lô hộp vô cho nghe các bạn. Wow, nó nhấn lên nè. À, chỗ kìa. Giờ nhận chiếc tàu thế này nó chạy như tàu du lịch kìa các bạn. Quay nó đẹp hơn.
này toàn là khối trắng không vậy ta. Các bạn, bây giờ thì mấy anh đã kiểm tắt máy kiểm tra lại bên trong ha. Bây giờ cái chiếc tàu đang nằm ngang như một con ngựa, các bạn lắc nè. Sóng ngoài kia cũng hơi hơi thôi mà nó lắc vậy đó. Chút nữa thì anh sẽ chạy thử một vòng nữa nha. Qua mở cái ấy bỏ vô đó đó. Má ơi. Quay ngang quay ngang. Ngang đó đó. Lắc lư nữa rồi đó. Bên ngoài đó coi. À, quá lắc rồi các bạn. Vô hả? Vô đi. Để anh tiếp tục anh sẽ chạy về nha. Đây, bên này là gấm xã ngay đây đây. Ra anh ra ra. Ra ơi. Ra chưa? Rồi mất tiêu rồi, mất tiêu rồi. Mất rồi, ra cái mất rồi. Rồi ra đó. Ra đó. Ra rồi, ra. Ra không? Rồi rồi ra rồi. Đây là gấm. Rồi mạnh. Cái ống nước rồi ra rồi. Này nước cái khối nó đang xì các bạn. Đó, đầu vô số tiếp tục chạy nha. Mất tiêu nó rồi. Đó ra đó. Đi bọt đó. Đi bọt á. Hả? Hả ơi lắm. Ôi. Còn ra hơi sương không à. Giờ thả lại ra vô nhà nha. Đây, nước biển đó là trắng xóa luôn rồi các bạn. Quá dữ rồi.
mình đã ra trước tàu các bạn. Đây là từ phía trước nhìn lại đây, chiếc tàu có la da đồ tùm lum la chưa ha, máy điều hòa đồ, nói chung là trang bị tàu nhỏ nhưng mà trang bị rất là đầy đủ ha. Cái thân tàu là được làm bằng composite nha, rất là nhẹ. Đây là những cái chiếc vỏ lãi đang chuẩn bị canh để trong mực nè. Wow, ngồi cái tướng rất là thằng thánh các bạn, nó ngồi trước lái còn giữ lái xe hơi nữa, ngồi đó rất là mát mẻ ha.